Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị giao dịch trực tiếp trên thị trường trong suốt thời gian nhiều năm qua trên thị trường, để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá trực tiếp về những giá trị thực tế này trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng trên thị trường giao dịch Forex này không có chuyện là dễ hay là đơn giản giống như những gì bọn lừa đảo bịp bợm ngoài kia đang chia sẻ với nhà đầu tư, với những thứ giá trị mà ngay cả chính những bản thân của những thằng như là Á quân Forex thế giới hay Ro Trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra ngoài chỉ chia sẻ bán tín hiệu phân tích về xu hướng cho chiến lược trên thị trường mà không chịu giao dịch thực tế, vận dụng áp dụng thực tiễn trên thị trường thì xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những kẻ lừa đảo bịp bợm trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Tôi chia sẻ với những giá trị mong muốn rằng trên con đường các bạn trải nghiệm, trên con đường các bạn nhìn nhận, đánh giá về mọi giá trị trên thị trường, hãy nhìn vào thực tế để thấy rõ được các giá trị thực tiễn trên thị trường mà chính những người đứng ra chia sẻ dạy Forex họ phải chứng minh bằng thực tế để cho chúng ta nhìn nhận, cho chúng ta đánh giá, cho chúng ta thấy rõ được toàn bộ giá trị này trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng đây là cả quá trình dài, bắt buộc bất kỳ một ai hay một nhà đầu tư nào khi tham gia thực tế trải nghiệm trên thị trường đều cần phải thấy rõ được những người đứng ra chia sẻ thực tế họ phải đưa vào trong thực tiễn trên thị trường để minh chứng cho những gì mà họ chia sẻ. Thị trường này không có chuyện là dễ hay là đơn giản giống như những gì bọn lừa đảo bịp bợm ngoài kia đang nói với cả các nhà đầu tư. Giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch không được sẽ không có giá trị thực tế trên thị trường. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn là những người đang trải nghiệm, bản thân các bạn là những người đang tìm hiểu trên thị trường. Hãy nhìn nhận thực tế cho cả một chặng đường dài của bản thân. Chính các bạn là những người tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cần phải nhìn nhận và đánh giá. Tôi xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư và mong muốn rằng bản thân các bạn hãy đi chậm lại để thấy rõ được các giá trị thực tế trên thị trường. Mẹ người ta đã nói với cả đấy, đéo thích làm ID để má cứ in bóc gọn vào. Mày thấy đấy, mày tao bực bội khi mà cứ hỏi tao là có làm ID cho sàn không? Đúng mà, người ta đâu có thích mẹ dính dáng đến ba cái mà copy chain hay là ủy thác hay là IP. Mà ăn được bao nhiêu đâu mà phải nai lưng ra mà đi gì nhỉ, làm tôi mọi cho bọn nó. Đến học tao, tao còn chắc đéo tao đã dạy. Mà người ta chia sẻ, ta cảnh báo cho cộng đồng để hiểu rõ vấn đề. Mẹ cứ hỏi IBBB mà bố nhà mày, bố mày đéo thích cung cấp dịch vụ đéo thì bố mày đã có thích làm đéo đâu. Chào bạn đồng xanh nha. Dạ. Hai lệnh sell trên này mình vẫn đang giữ nha. Cái này là gì? Muốn follow YouTube của thầy. Nó đã follow YouTube của thầy. Ông mà tại sao tao phải đi làm tôi mọi nó đi mời từng người về mở tài khoản, tao đéo có rảnh. Đúng mà mày thích mày thích bỏ mẹ hẳn số tiền lớn thuê mẹ bố mày đi. Đúng không? Dạ. Rồi, tôi có gì nhỉ? Hôm qua thì có một bé IB ở ngoài Bắc có trao đổi với cả tôi, gọi điện cho tôi xong rồi tôi bảo là gì nhỉ? Nên tìm hiểu kỹ về tôi.
Khi lên lên tìm hiểu kỹ về tôi thì cái cậu IB này cậu mới bảo là cậu ấy nắm rất là vững các kiến thức rồi, học thì trong vòng bao nhiêu lâu thì xong. Tôi thì trả lời là tôi đéo thích dạy cho dân IB thế, là đơn giản. Nhưng mà nhà đầu tư phải hiểu rõ một vấn đề, nó là như này: khi mà bản thân các bạn nắm vững kiến thức là sao, khi mà chúng ta nắm vững một cái kiến thức giao dịch về forex là có nghĩa là chúng ta phải chơi được, chúng ta phải chứng minh được và chúng ta phải show được ra những cái kết quả đó trên thị trường, thì đó mới là gì nhỉ, nắm vững. Còn khi bản thân các bạn chưa chơi được, chưa chứng minh được, chưa show được ra để làm giá trị để kiểm chứng trên thị trường, vậy thì lấy cái cớ gì ra mà các bạn có thể nói được rằng các bạn là gì nhỉ, những người có thể kiếm được ra tiền ở trên thị trường này mà gọi là kiến thức nắm vững. Kiếm khi các bản thân chúng ta chưa giao dịch được, chưa vận dụng được, chưa đưa được vào trong thực tế, khi các bạn nói rằng, ví dụ giống như các bạn nói rằng các bạn đánh được scalping, vậy thì các bạn chứng minh hẳn rằng các bạn đánh scalping nhờ là như nào cho cộng đồng xem xét, chứng minh cái đấy không phải là nhà lên phân tích là ăn như nào, top lot nào, hoặc là R1, R2, R3 như nào. Đấy không phải. Chứng minh ở đây là gì? Là chúng ta phải giao dịch phương pháp scalping đấy vào trong thực tế trên MT4, trên thị trường. Cái giá trị giao dịch đấy thì phải xuyên suốt ở trên thị trường trong vòng nhiều tháng, tối thiểu phải là từ 3 tháng cho đến 6 tháng, để cho cộng đồng nhìn nhận lại cái kiến thức, ví dụ giống như kiến thức scalping chúng ta chia sẻ ở bên ngoài. Thì đấy, chúng ta phải chứng minh được đó đi vào trong thực tế, thì đó mới là cơ sở để chúng ta nhìn nhận, cơ sở để chúng ta đánh giá được rằng người đó có vận dụng được cái kiến thức đó vào trong thực tế. Chúng ta xô lệnh ra là một vấn đề, chúng ta phải xô lịch sử ra để người ta xem xét cái số tiền nạp vào và tổng kết trong 3 hoặc là 6 tháng đấy người đó. Đó, đánh giá ở trên thị trường đấy là như thế nào, có kết quả không, thì đó mới là chứng minh, đó mới là kiến thức cứng. Còn xin lỗi nhà đầu tư, lên kẻ vẽ lằng ngoằng xong người nhỉ, phán lệnh ở trên thị trường, rồi đọc ba cái tin xong rồi kêu thế này thế khác ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, kiến thức đấy đéo có phải là kiến thức vững, kiến thức đấy chỉ là kiến thức giúp nhà đầu tư mất tiền thôi. Đừng có ảo tưởng. Bất kỳ một ai khi mà nhìn nhận, khi mà trải nghiệm thực tế trên thị trường, cần phải nhìn nhận lại vấn đề này để cho bản thân chính các bạn hiểu rõ thế nào là một kiến thức đúng, thế nào là kiến thức vững ở trên thị trường về đầu tư forex này. Chứ không phải khi các bạn tham gia trải nghiệm vào trong thị trường giao dịch forex, các bạn cứ nói rằng các bạn biết nhiều kiến thức, biết nhiều để làm được gì, thằng Á quân forex thế giới 2018 bày đặt ở championship 2018, đọc 1.000 cuốn sách mới mang 1.000 cuốn sách, mới mang mẹ mày tài khoản ra đây mày nổ mẹ mày, mày đánh like thực tế tao xem luôn, mẹ 1.000 cuốn sách của mày tao đéo đọc cuốn sách forex nào đây. Hoặc là bất kỳ một thằng nào mà đọc nhiều sách forex ra đây chơi thực tế, cầm tài khoản 10.000 đi mẹ 10 đến 20 lot trên lệnh cũng người ta xuyên suốt 4 tháng coi. Người đánh được là người phải chứng minh thực tế trên thị trường đó, trên thị trường về đầu tư forex. Thì như vậy thì chúng ta mới có cơ sở, chúng ta mới có căn cứ để chúng ta nhìn nhận và đánh giá. Xin lỗi nhà đầu tư, nếu có chuyện mà gì nhờ đi, khi mà các bạn đến các bạn nói rằng các bạn thành công, nhưng mà các bạn chỉ chia ra một cái giá trị mà gì nhờ bản thân cái người đứng ra đó, họ không chứng minh được thực tế về những cái kiến thức mà họ nói cả nhà đầu tư. Xin lỗi nhà đầu tư, thứ đó chỉ là sứ bịp lừa đảo trên thị trường về đầu tư forex này mà thôi. Giống như khi mà những lệnh này đây tôi nuôi, đâu phải là nhà 1-2 ngày nó đi xuống đến đây. Và nhà đầu tư nên nhớ rằng nó là phải cả là một quá trình rất là dài, nó mới có thể nó đi được xuống đến đây. Nuôi từ ngày hôm nay, đây 1 ngày này, 2 ngày này, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Đây nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Coi như là nửa tháng nó mới đổ được đến đến đây. Vậy thì khi bản thân các bạn là những nhà đầu tư, các bạn bảo hôm nay thả một lệnh từ 1.800 xuống, lấy cái giá trị đeo đâu ra từ 1.800 xuống, người ta chứng minh được thì người ta phải có giá trị để người ta chứng minh cho những giá trị. Ví dụ scalping, chứng minh scalping, đánh lướt, chứng minh đánh lướt, đánh swing, chứng minh đánh swing, đánh hẹp, chứng minh đánh hẹp, đánh nhồi, chứng minh đánh nhồi. Đây, tôi nhồi lệnh, đây là tôi nhồi lệnh dương ở trên thị trường, chứ không phải là nhà tôi nhồi lệnh âm ở trên thị trường. Nhà đầu tư có thể nhìn nhận. Khi bản thân các bạn là những người trải nghiệm thực tế trên thị trường, các bạn cần phải nhìn nhận lại vấn đề này, chứ không phải các bạn lao vào trong thị trường để các bạn chỉ cần nói rằng phương pháp này, phương pháp kia, hoặc các bạn biết nhiều phương pháp, các bạn đọc nhiều sách,
đọc nhiều sách hoặc là nhờ sống lâu trên thị trường này không phải là thứ giá trị giúp cho các bạn thành công. Thứ giá trị giúp cho các bạn thành công, thứ giá trị giúp cho các bạn giao dịch được hay không ở trên thị trường giao dịch Forex này là những giá trị của kết quả, là những giá trị của chứng minh bằng thực tế từ kiến thức, phương pháp hoặc những kinh nghiệm trải ở trên thị trường này để cho các bạn nhìn vào trong đó, để cho các bạn đánh giá, các bạn nhìn vào trong này để các bạn thấy rõ về những giá trị hiệu quả này. Có như vậy thì các bạn mới biết được rằng người đó có tồn tại được với kiến thức, được với phương pháp, với những giá trị kinh nghiệm đấy có đưa vào trong thực tế được hay không đó nha. Chứ còn đâu ba cái thằng mã IB Rocker sàn, xin lỗi nhà đầu tư, lên mà nói cả tôi là gì nhỉ, biết là kiến thức cứng rồi, cứng thì đâu, đưa mẹ tài khoản đây tao xem kiến thức cứng của chúng mày đó. Chào anh Nguyễn Văn Hà nhé. Dạ thì đấy, tôi chia sẻ cho cộng đồng để cộng đồng nhìn nhận lại vấn đề này, chứ không phải khi các bạn tham gia, các bạn trải nghiệm trên thị trường, các bạn chỉ vớ lấy những cái thứ kiến thức hỗn độn trên thị trường này, xong các bạn ném vào trong thị trường rồi các bạn nói rằng ừ các bạn biết được nhiều kiến thức, đọc nhiều cuốn sách, rồi các bạn mấy năm trong nghề, mấy kinh nghiệm ở trong nghề này mà là kinh nghiệm thua lỗ thì chỉ có vứt đi là cái thứ nhất. Kinh nghiệm thứ hai là không chứng minh được những gì mà mình đưa ra trên thị trường mà mình chỉ nói. Vậy thì có khác gì trong cuộc sống này mẹ một lũ nổ một lũ phán, chúng nó đang nói cả nhà đầu tư. Chào bạn Hiếu TV. Thì đấy, thì tôi chia sẻ cho anh em nhìn nhận, tôi chia sẻ cho anh em đánh giá và thấy rõ được các giá trị này trên thị trường, anh em hiểu rõ nha. Đó. Còn đâu mấy cái thằng mà ăn sẵn rồi bày đặt đi vào đây, xong rồi hỏi cái này cái khác, ăn sẵn mà gì nhà đòi người khác chơi cho rồi phân tích cho tao đâu đây là người ta đéo dành đâu nhé, trả lời luôn. Mẹ, người ta phải thức ngày thức đêm, người ta phải tập trợn mắt ra, người ta phải đánh để người ta chứng minh ra bên ngoài cộng đồng, đâu ra một cái thứ được gọi là nhà lên xong ngồi nhà đòi người khác phải thế này hay thế khác cho, không có dành nhá. Cảm ơn bạn đẹp ghê, ghê. Thì đấy, tôi chia sẻ những cái mà để cho anh em, cho cộng đồng khi mà gì nhỉ, nghe những cái trao đổi này thì anh em hiểu được và rõ vấn đề. Và gì nhỉ, không phải chúng ta lúc nào chúng ta cũng nhảy vào trong thị trường, chúng ta cũng phải chơi. Nên nhớ rằng để cái người ta chơi thực tế, người ta đưa ra bên ngoài được thực tế, người ta chứng minh được vào trong thực tế trên thị trường, nó hoàn toàn là những giá trị khác trên thị trường. Giống như cái lệnh thứ hai đây, lệnh này tôi đánh đêm FOMC mà chuẩn một phát thả ngay đỉnh đây, chạy thẳng xuống, có quay lại không? Có quay lại. Nhưng mà gì nhỉ, tôi đeo thích chia sẻ ra bên ngoài được không? Tại sao mà tôi lại phải làm cho bên ngoài ăn sẵn? Tôi biết mọi người là ai, mọi người biết tôi đánh như thế nào, mọi người biết tôi xử lý như thế nào. Đó mới là vấn đề. Chứ không phải các bạn đi sưu tầm kiến thức, hoặc là các bạn nói rằng các bạn biết quá nhiều, quá nhiều mà không đánh được, quá nhiều mà không chơi được, cũng vứt đi mà thôi. Giống như đêm qua bọn tôi ngồi ở đây đến phải là gần 2 giờ sáng mình mới đi ngủ không? Mẹ, người ta tin, người ta ra phép phát biểu từ lúc 9 giờ nhưng mà người ta thấy nó không còn biến động. Có đúng hôm qua ta bay một phát gần một lót từ dưới ta bay thẳng lên không? Bọn tôi ăn bay lên nhưng mà gì nhờ? Đấy, khi mà bọn tôi tính toán tin ra thì bọn tôi phải ngồi xem xét như thế nào rồi bọn tôi mới là nhà đi ngủ. Bọn tôi ngồi đến gần 2 giờ mới vào đi nằm. Sáng ra mấy giờ dậy? Tao dậy từ sớm không? Mẹ trợn cả mắt ra, 6 giờ tao đã dậy, tao cho lệnh, tao nằm rồi, tao xem rồi. Đâu ra mà gì nhỉ, ở trên gì nhỉ, các bạn bảo là các bạn lao vào trong này, tự dưng trên trời nó rơi xuống. Chào bạn Tiến Tại, cảm ơn anh Hiếu TV.
Đó, thì đấy tôi chia sẻ cho anh em, cho cộng đồng hiểu rõ vấn đề để mà nhìn nhận lại, hiểu không? Ở các bố mẹ rocker IB trong sàn thì đừng có mà gì nhỉ, gọi điện đến mời chào em chứng khoán phái sinh, rồi mời chào em forex, rồi gửi cho em thông tin, hoặc là nhà bày đặt là gì nhỉ, em ở bên gì nhỉ, website này em đang cần hỏi ý kiến anh để gì nhỉ, check thông tin anh có Zalo email không. Em lạy các bác, em chia sẻ về những góc khuất trên thị trường này nhiều lắm nhá. Đó nhá. Đó mày thấy các sàn nước ngoài inbox tao mời tao làm rocker tao bực mình không? Tao tao chửi luôn không? Tôi không làm IB cho sàn Forex, tôi không đánh copy trade, tôi cũng không gì nhỉ, ủy thác, tôi cũng không thích bán chiến lược nhá. Thứ tôi chia sẻ đến cộng đồng đó là nhà tôi cảnh báo cho cộng đồng và để hiểu rõ vấn đề khi mà các bạn tham gia vào trong thị trường Forex này, và thứ hai để các bạn nhìn nhận cho nó đúng, thứ ba để làm sao bản thân các bạn đánh giá và hiểu được rõ là gì nhỉ, những cái kiến thức phương pháp và khi các bạn tham gia thị trường này các bạn cần những giá trị gì để lấy làm cơ sở. Còn tôi ra dạy, tôi thích thì tôi dạy, tôi gặp mà tôi không thích tôi không dạy. À, mình không tư vấn nha bạn nhé. Dạ. Bạn thông cảm cái. Mỗi người có một cái phương pháp khác nhau và gì nhỉ? Mình đánh mình hiểu rõ những cái điểm nào mình cần ra vào chứ không phải là mình thích là mình thả. Phương pháp của mình khác với cả anh em bên ngoài, cho nên mình không không dám đưa ra cái nhận định gì hết ra bên ngoài. Đó thì mình chia sẻ bạn. Các bạn phải nhớ rằng thì nhờ khi các bạn giao dịch, khi các bạn thả lệnh thì các bạn phải làm chủ được gì nhỉ, cái tài khoản, chủ được các hành động, các bạn phải chủ làm chủ được các cái biến động ở trên thị trường, các bạn phải làm chủ được những cái tâm lý, các bạn phải giải quyết được những vấn đề đó thì các bạn hãy chơi. Còn khi các bạn không làm chủ được mà các bạn lao vào trong thị trường này, các bạn chỉ có chết thôi. Người giao dịch được cũng giống như người kiếm được ra tiền thì họ thấy nó rất là dễ, còn người không giao dịch được cũng giống như người không kiếm được ra tiền thì thấy nó rất là khó và mông lung nhé. Mẹ lên rồi phân tích bày đặt cá voi cá mập, tay to tay trong tay ngoài rồi đội lái, đéo hiểu cái gì hết mà cũng phân mới chả tích. Phân tích như đúng rồi thanh phán, với ai mà chẳng phân tích, ai mà chẳng phán được, còn giải lệnh mẹ búa xua trên thị trường ai mà chẳng giải được. Ngon mẹ chay một lệnh một đi. Hôm nay không được đấy nhá, hôm nay phải đấy. Mấy bọn chơi cổ phiếu đeo hiểu cái gì hết, suốt ngày bị cả thuật. Tao đánh chứng khoán chưa bao giờ má tao nhìn vào biểu đồ, tao chơi coin chưa bao giờ tao nhìn vào biểu đồ. Đúng là bọn ngu, chưa bao giờ tao đọc tin tức để biết vẹo gì hết, mà tao vẫn đánh chuẩn. Mày thấy Forex tao có bao giờ tao đọc tin tức không? Má điểm vào tao chuẩn lắm. Mấy giờ tính ra.
xuống nữa, thấy chuẩn không? Rồi, hôm nay chắc phải đợi tin map thứ 6 rồi. Nó hôm qua thức khuya quá. Dạ. Mới thức khuya. Chào anh Huynh nha. Chào anh Huynh xe ôm. À chào anh Huynh. Anh Huynh điện thoại. Đó đấy, chia sẻ anh em, còn anh em thích trao đổi hỏi cái gì thì sẽ ấy. Còn anh em nào ở trong Sài Gòn này thì gì nhỉ? Hết dịch thì để tôi thu xếp, tôi sẽ gì nhỉ? Tạo một buổi off sẽ cho anh em giao lưu một buổi nhé.
Còn anh em học trò của bên trung tâm đào tạo Forest thì chắc là hết dịch sẽ off lại nha, để chuẩn bị cho gì nhỉ, những cái phân bổ vốn với cả những cái hoạt động đầu tư sắp tới của chúng ta. Tôi là người hướng dẫn anh em thì mọi cái con đường tôi luân chuyển dòng vốn, mọi giá trị trên thị trường tôi sẽ chia sẻ cùng cả anh em nha. Trong thời gian tới hết dịch tôi sẽ thông báo tại trên website đào tạo Forex. Đây là cái buổi off đấy là sẽ chỉ dành cho học trò nhé. Yếu xìu à, đợt vừa qua cái mộc lại cắn cáp, mà cá mộc tao chưa thấy loài cá nào mà nó mê cắn cáp điện như vậy, cắn hoài cắn quen luôn rồi. Tao chỉ sợ mấy loài cá mộc nó lại kiện, bởi vì vấn đề mà nó chúng tôi không có thích cát biển đâu. Nhưng mà cái iPhone 13 ra nó khác đéo iPhone 12 rồi. Nên sợ các bố thế mà má nhau nháo ra đi bộ. Thế thì là cái iPhone X vẫn là cái gọi là cái khác biệt nhất ở đây. Đúng không? Bây giờ mà mua iPhone 13 cái mà tự dưng có trong tài khoản 1 tỷ là má tao ra tao mua ngay. Tao mua 10 cái có được 10 tỷ ngay. Cảm ơn anh Hiếu TV. Mẹ mình 41 tuổi rồi, giờ mình không còn thiết vấn đề ngoại hình, mình chỉ thiết má tài khoản mình phải nhiều tiền.
Còn phong cách của tôi đánh đó là nhả điểm vào là phải chuẩn. Thế nên tôi phải tập rất là nhiều, không thể nào một sớm một chiều được nhé. Điểm vào mà không chuẩn thì anh em có đánh rời đánh biển thì cũng tử nạn mà thôi. Đấy là chia sẻ. Ba mẹ phải chặt biết phát bực đó, Như Facebook bị nó chặn mạng đi nước ngoài mà. Có thể nó lag. Tôi tiêm mũi thứ ba. Là cái bài 40 là tao cắt luôn. Ăn được 120 độ cắt. Tiêm mũi ba tiêm mũi ba vẫn đỏ, vẫn là vùng đỏ. đâu chưa tiêm mũi nào trắng đúng không? Tiêm một mũi màu vàng, tiêm hai mũi màu xanh, là tiêm ba mũi màu màu đỏ là nợ con mẹ nó đặt rồi. Nên đỏ lọt luôn. Wow, thấy màu tím là tính là nó làm gì, nó chỉ có đến màu xanh thôi. xanh, có tính cả. Nên mày thấy không? Đây là gì? Đây là biểu hiện của những thằng ngu. Thấy chưa, chơi là chơi ngu mà không có mẹ biết đường mà né. Sau Ừ, đó mày thấy những cái tao làm nó kỹ không? thả mua xe gian
Mấy ông này nhà chán quá, tao phá ông bà xanh lên không mua đỏ cái gì mà tôi thật. Xeo 53 mà về 1760 thì thua bỏ mẹ gì nữa. Mình không có nhìn qua USD nên mình không biết là nó lên hay là nó xuống. Mình chỉ có nhìn USV thôi. Nó xem ví mình có tiền hay là không. Sell ở 1753 mà nó về 1760 là âm rồi mà. Dạ vâng, mình chỉ quan trọng là tiền thôi. Chứ mình đâu có quan trọng là gì nhiều. USD tăng hay USD giảm mình chưa bao giờ nhìn vào cái đấy. Dạ, cảm ơn bạn Quang Võ. Anh em muốn gồng được lệnh ấy là anh em phải đi tập tạ cho nó quen. USD bạn rảnh bạn chạy đến chợ lớn bạn hỏi mấy chỗ bán vàng mã, bạn bảo họ bán cho mấy sấp USD là người ta biết. Còn đó giờ mình chỉ xài tiền Việt Nam nên mình chưa xài USD. Và nhà cướp này. Uống nước nhà cướp. Thì mày thấy Mình bạn đói mà. Họ có chủ nhà nhà đấy chứ. có có anh Không ăn đâu. Không ăn đâu. Sao bọn nó để bọn này đến bọn này mất dạy rồi. cướp đóng đảng công an hay sao ấy. Thật sự ra mình đánh thì ngày xưa thì mình còn lằng ngoằng nhiều, nhưng sau thời gian cho đến bây giờ 5 6 năm trong nghề, từ 2014 cho đến nay thì cũng 5 6 năm trong nghề rồi, 6 7 năm trong nghề rồi, thì càng lúc mình đánh nó càng đơn giản đi. Các bạn phải hiểu rõ nhỉ, các bạn chơi được thì càng lúc các bạn càng thấy nó đơn giản và các bạn càng lược bớt đi, chứ không phải là các bạn càng lúc các bạn càng nâng tầm nó lên là các bạn chỉ có chết thôi. Sao bạn biết thơ đó? Các bạn phải hiểu rõ nhưng tại sao bạn biết là thơm, lỡ nó lên đến 60 lại sao?
Thực ra sáng giờ nó đi lên đi xuống chưa đầy 10 đô, chưa nhiều đâu. USD thì mình không biết, nhưng mà mình biết USD thì mình biết. À, còn đâu ăn giá thì tôi lại nói thế này. Bạn ăn 10 giá hay 20 giá hay 30 giá, mà cái quan trọng là chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, nó mới là vấn đề nhé. Cái người mà người ta ăn thì có bao nhiêu ba bít, nhưng mà thì người ta đánh 100 lọ nó hoàn toàn khác. Trình độ của người ăn ba bít mà đánh 100 lọ nó hoàn toàn khác đấy nhé. Các bạn phải nhớ cuối cùng mục đích của chúng ta là kiếm tiền, số lọt chúng ta thả và tiền chúng ta đem về nha, chứ không phải lệnh chúng ta ném vào trong thị trường rồi chúng ta gồng lỗ cả một thời gian ra mãi sau chúng ta mới ăn được. Nhiều tướng chưa đọc truyện này, con này tính hay mà mày có chưa? em chưa nghiên cứu thêm tướng. Năm bít 10 lọt là ngon rồi. Các bạn đánh khoảng đến 10, 20, 50 lọt các bạn mới thấy chỉ cần một bít thôi nó là bao nhiêu tiền rồi nhé. Chứ đừng có nói đến là 10 hay 20 giá. Vào phát nó giật lên giật xuống các bạn đó nhỉ. Ví dụ vào âm các bạn âm ngay mẹ nó nhà, ví dụ như 10 bít 10 lót đi, các bạn vào các bạn âm ngay 500, 1.000 đô là chuyện rất là bình thường. Thở oxy. Thế Oxy. lệnh em nuôi em ăn là ăn được lại 94k để em bận cho các bác xem. À, phê như con dê. Rồi. Đang ăn 94k, đợt trước ăn 155k, không 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 thèm chốt đó. Đó, người ta đánh dài, ta đánh xuyên suốt 2 tháng ở đây, người ta còn đéo thèm nói. Đánh dài ăn được có mấy ngày bạc, thế mà đã ra là gáy. Đó, tài khoản thì có 9.000 mà tôi đánh 10 lọt đấy. Thấy chưa? Vừa nãy mà bài này là chết đi mẹ nó luôn. Thấy chưa? Đây nè. Đây nè. Đó điểm đó. Đây phối hợp đây nè. Đó. Mình đánh rồi mình chờ thôi, mình đánh mấy cú một hồi.
con này đánh hay ấy. Em lên YouTube xem bọn đánh Phoenix. Bọn nó đánh cao thủ á, bọn nó đánh, bọn nó nhìn bản đồ kinh lắm. Đi bao giờ thế là đi là một bên, bên rồng là support đi cả hệt là luôn luôn đi song song nhau. Lên thì con support lên trước, về con support về cuối. Trời, nó lại mua xe mới này. Một mình nhớ. Trời ơi, mới mua Rolls Royce tiếp. Lumen. Mình mua nhiều xe này để làm gì nhỉ? Không có đi được đâu, tốn hết mẹ tiền. À, thằng cứ mua nhà tao cho thuê. Nhờ? Có đi được hết đâu. Đam mê. Đam thì đam, chứ mà cũng có đi được hết đâu. Trong nhà có xe, xe máy. Dạ, chào bạn Nguyễn Ninh nhé. Là sao à? Bạn đẹp ghệ, ghệ. Trời ơi, mặt cùi bắp rồi.
Chào anh Vũ Huy Trinh. Cái gì thế này? Chào anh em nhé. Mình nghỉ cái, nó lằng ngoằng quá, ngồi chờ lâu phát mệt nhé.